những ca giảm cân thần tốc không tái hấp thụ chất béo tại viện thẩm mỹ Korea năm 2021. Vị trí thứ 10, chị Ngọc Tuyết giảm 14 kg. Trước khi chị đến Korea thì chị có 70 kg rồi, nên là cũng do cái bệnh lý là về xương khớp giãn tĩnh mạch, nên là một phần là chị cũng muốn điều trị để cho giảm cân, để là có cái hiệu quả là mình như vậy được rồi, em đừng ốm nữa, ốm nữa anh thấy không có đẹp đâu. Thì thôi chị cũng nghe lời ông xã là tạm dừng tại đây, là coi như giảm 14 kg, là cái mong muốn của chị là chị mừng rồi. Vị trí thứ 9, chị Hồng Nhung giảm 15 kg. Ban đầu đến thì em cũng kỳ vọng là mình sẽ chỉ giảm được khoảng 10 cân thôi, và về đấy là kết hợp thêm cả tập luyện rồi chế độ ăn uống nữa, nhưng mà thực sự thì kết quả hôm nay nó đã vượt khỏi cái hy vọng ban đầu của em ạ. Vị trí thứ 8, chị Hồng Thắm giảm 16 kg. Năm cách đây 2 tháng thì nhìn giảm 6 cỡ, 36 rồi. Bây giờ thì không, mọi người đừng nhận xét đi. Vị trí thứ 7, chị Vân Anh giảm 17 kg. Size áo của mình đã xuống 2 size. Không những người quan trọng nhất là chồng yêu chiều hơn rất nhiều, mà trong công việc cũng tốt hơn rất nhiều, bởi vì là khi mình gặp khách hàng thì nhờ sự tự tin đó mà mình đã hoàn thành rất nhiều các hợp đồng cũng như là giao tiếp tốt với khách hàng. Mình phải thấy mình đẹp thì người khác mới thấy được mình đẹp. Vị trí thứ 6, chị Kim Dung giảm 18 kg. Em cũng chỉ nghĩ là làm liệu trình này chắc khi kết thúc thì em sẽ giảm được nhiều lắm, là em sẽ giảm được đến 7 hoặc 8 cân. Em cũng chỉ đặt hy vọng có 50% thôi. Nhưng mà không ngờ lại có được cái hiệu quả như bây giờ. Tủ đồ của em nó màu sắc lên rất là nhiều. Em có thể mặc được những cái bộ đồ màu hồng, màu xanh, màu tím luôn. Những cái màu sắc mà trước đây em rất là thích, mặc dù mà trước đây em không hề mặc được, bởi vì là mặc những cái màu đấy vào sẽ rất là lộ béo ạ. Vị trí thứ 5, chị Hạnh giảm 20 kg. Mình đến Korea thì giống như là đồng hành cùng với Korea là chỉ 2 tháng thôi, mình giảm được 20 kg. Và có thể là Korea nói là mình sẽ, cái cơ địa của mình sẽ giảm được nữa. Không còn phải huyết áp như xưa nè, làm việc thì cũng nhanh nhẹn hơn nữa. Với lại mặt mình lúc trước là to lắm, bây giờ thì mình cảm thấy là gương mặt mình nhỏ lại nè. Mình cảm thấy là đi đâu ai cũng hỏi, ai cũng giống như là cứ hỏi, ừ Hạnh ơi sao mà được giảm như ngày hôm nay vậy, sao mà đẹp vậy. Vị trí thứ 4, chị Kim Chi giảm 22 kg. Tính ra thì lại đó ha, là nói ra thôi à, bây giờ á, những sao mà 5-6 kg là tôi vui rồi, mà tới cuối cùng á, bị mà ha vô được 20 mấy kg, trời ơi nó xuống gì đâu. Vị trí thứ 3, chị Yến Duy giảm 25 kg. Lúc mà cân nặng của em 94 cân thì em đã trải qua những điều như là những lời nói không hay về em mà mọi người nói bàn tán, nói những điều không hay về em, như lúc đó là em sợ phải nhìn mình trong gương, không muốn nhìn. Vị trí thứ 2, chị Diệu Linh giảm 30 kg. Những người ngày xưa mà đã từng thấy em mập, rất là mập, đến bây giờ họ nhìn thấy em thật sự ai cũng phải thốt lên là sao bây giờ lại gầy thế. Ôi người đẹp rồi, xinh lắm rồi, tự nhiên là mọi người rất là khen và cảm thấy rất là bất ngờ với ngoại hình bây giờ của em. Cái đồng tiền mà mình bỏ ra cho dịch vụ này sự rất là xứng đáng ạ. Nó làm em cảm thấy rất là hài lòng ạ. Và nếu như em có thể biết sớm hơn thì chắc chắn là em sẽ đến với Korea sớm hơn. Và đứng đầu vị trí số 1, anh Ngô Đức Huy giảm 50 kg. Hiện tại thì em đã giảm được 50 cân và hơn 150 cm trên 3 vòng ạ. Đùi thì em giảm được khoảng 20 cm, còn bắp tay thì được 17 cm ạ. Thì em cảm thấy rõ rệt rằng là cái việc mình đi lại nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, rằng là làm việc gì cũng cảm thấy nó rất là thoải mái. Ngồi trước là đi lên cầu thang các tầng là cứ phải dừng nghỉ, cảm thấy mỏi mệt, đầu gối rất là chùn. Bây giờ có thể đi một mạch làm công việc, hoàn thành công việc xong nhanh gọn. Hàng ngàn khách hàng đã thoát mỡ, thoát bệnh hiệu quả tại viện thẩm mỹ Korea cùng với công nghệ siêu hủy mỡ tăng độ kép Martin Nano Mark Duo. Năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm đột phá của ngành giảm béo không xâm lấn. Inbox ngay để trở thành khách hàng thành công tiếp theo. Quy trình giảm mỡ với công nghệ Martin Nano Mark Duo của viện thẩm mỹ Korea. Bước 1, thăm khám,
chuyên gia kiểm tra vùng tích mỡ và đánh giá sơ bộ tình trạng mỡ thừa. Bước 2, đo chỉ số cơ thể. Hệ thống máy móc chuyên dụng của Viện Thẩm mỹ Korea tự động đo đạc, đưa ra báo cáo chi tiết về chỉ số mỡ thừa theo từng vùng trên cơ thể. Bước 3, luyện phác đồ điều trị. Tùy vào thể trạng khách hàng, chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bước 4, cam kết hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản. Viện Thẩm mỹ Korea cam kết về hiệu quả điều chỉnh bằng văn bản, hoàn lại tiền cho khách hàng nếu không đạt được hiệu quả giảm mỡ. Bước 5, tác động tính chất. Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế trong suốt quá trình thực hiện điều chỉnh. Những tượng đài giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea. Chị Tuyết giảm 60 kg, anh Nghĩa giảm 40 kg, chị Trang Trì giảm 20 kg, chị Huyền giảm 12 kg. 30.000 khách hàng đã giảm mỡ thành công. Người tiếp theo sẽ là bạn. Viện Thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Gọi 1900 0361, 0911 85 9999 hoặc inbox để được tư vấn.